Hạnh phúc và bình an. Ước mơ của bạn, sứ mệnh của Phúc An City. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, mặt tiền tỉnh lộ 824, đường Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Bứa nối dài, cửa ngõ chính của khu Tây Bắc. Phúc An City kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tại dự án, bạn chỉ mất 20 phút đến tuyến metro số 2, 30 phút kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất, 40 phút đến chợ Bến Thành. Bắt nguồn từ ý tưởng giá trị tương sinh trong ngũ hành, Phúc An City được kiến tạo bởi 6 trục đường chính với 5 phân khu: Hóa An, Mộc An, Thổ An, Thủy An, Kim An, kết hợp với công viên và công trình công cộng liền kề, tạo nên lục phúc vững bền. Sáu trục đường chính của dự án mang tên Phúc An, Phúc Tài, Phúc Khang, Phúc Thịnh, Phúc Lộc và Phúc Vượng được xem như xương sống nâng đỡ tài lộc. Nằm trong khu vực ngũ hành tương sinh hội tụ, tận dụng tối đa vượng khí của đất trời, dự án kiến tạo một không gian đẫm xanh tươi, đậm phúc lành cho những người sở hữu. Khai thác đặc tính linh động trẻ trung của hành thủy, phân khu Thủy An được xây dựng với những tiện ích dành cho con trẻ như công viên nước, trường học, viện điều dưỡng quốc tế Phúc An là nơi những người bạn lão niên tâm sinh an dưỡng, sống vui khỏe giữa tấm lòng thơm thảo của cháu con. Khu Clubhouse là điểm nhấn rực rỡ nhất của dự án, đặt tại phân khu Hóa An, kết tinh của hơi ấm, ánh sáng và sức sống tuôn trào. Các dịch vụ đẳng cấp như hồ bơi tràn bờ, phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, spa thư giãn sẽ đem đến những trải nghiệm tinh thần trọn vẹn. Như chuỗi trang sức quý giá nhất của dự án, khu chung cư với thiết kế hiện đại, tọa lạc tại phân khu Kim An, bạn và gia đình sẽ được hòa vào một cuộc sống thịnh vượng, đông đầy tài lộc. Để mỗi ngày mới lại bắt đầu với trải nghiệm mua sắm đỉnh cao tại khu trung tâm thương mại. Khu nhà liên kế tại phân khu Kim An là nơi tiếp nguồn sinh khí và hứng khởi cho những bước chân thành công của gia chủ. Thiết kế hài hòa giữa cảnh quan xanh và hạ tầng hiện đại đã tạo nên một không gian sống phong thủy thường lưu cho khu biệt thự. Phân khu Mộc An với hệ thống công viên trung tâm cùng hồ nước trong lành mang đến cho những cư dân một tương lai tài lộc tràn đầy. Chúng tôi bằng tất cả sự thấu hiểu và trân trọng sẽ cùng bạn dựng xây một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Phúc An City, tôn vinh giá trị sống.